Paris Hilton, tôi bị lạm dụng tình dục ở trường nội trú. Paris Hilton kể cô bị lạm dụng tình dục ở tuổi vị thành niên khi học tại trường nội trú ở Utah. Theo nữ thừa kế giàu có, cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình để bảo vệ những đứa trẻ vô tội khác. Trong video phỏng vấn trên tờ New York Times ngày 11 tháng 10, Paris Hilton tuyên bố bị các nhân viên của trường Provo Canyon, trung tâm điều trị tâm thần cho thanh thiếu niên ở tiểu bang Utah, Mỹ, lạm dụng tình dục vào những năm 1990. Ngôi sao truyền hình 41 tuổi cáo buộc những trải nghiệm tồi tệ tại Provo Canyon đánh cắp tuổi thơ cô. Trước muộn vào ban đêm, khoảng 3 đến 4 giờ sáng, họ đưa tôi và những cô gái khác vào phòng để thực hiện các cuộc kiểm tra y tế, và nhân viên để chúng tôi nằm trên bàn và đặt ngón tay vào bên trong chúng tôi. Tôi không biết họ làm gì, nhưng chắc chắn đó không phải là bác sĩ. Quá trình đó thực sự đáng sợ. Tôi cố gắng lãng quên nó trong nhiều năm, nhưng ký ức đó đang quay lại buộc tôi phải nghĩ về nó. Bây giờ, khi trưởng thành nhìn lại, đó chắc chắn là lạm dụng tình dục, Paris chia sẻ trong nước mắt. Theo nữ thừa kế tập đoàn Hilton, cô khóc và phản đối việc bị sàm sỡ dùng kính nhưng không hiệu quả. Những nhân viên của trường nội trú được cho là đe dọa để cô giữ im lặng. Điều quan trọng là phải cởi mở về những khoảnh khắc đau khổ để tôi có thể chữa lành và giúp chấm dứt nạn lạm dụng, ngôi sao Simple Lifer kêu gọi. Năm 16 tuổi, ông bà Rick và Kathy Hilton gửi con gái lớn đến trường Provo Canyon do tính cách nổi loạn của cô. Paris ở đó trong 11 tháng trước, khi được đưa về nhà vào năm 1999. Sau khi quay lại New York, Paris không nói gì về cuộc sống ở trường nội trú cho đến những năm gần đây. Năm 2020, ngôi sao sinh năm 1981 phát hành phim tài liệu The Paris. Bộ phim tiết lộ tuổi trẻ nhiều rắc rối và trải nghiệm ám ảnh tại trường nội trú của người đẹp. Tôi biết nó tồi tệ hơn bất kỳ nơi nào khác. Nó được gọi là trường học, nhưng các lớp học không phải trọng tâm. Từ lúc tỉnh dậy cho đến đi ngủ, chúng tôi phải hứng chịu những trận mắng chửi và hành hạ liên tục, cô trải lòng. Trong phim, Paris cho biết cùng ba bạn học thử đấu tranh nhưng cuối cùng đổi lấy kết cục như ác mộng. Theo nữ doanh nhân, những người chống đối bị ép uống thuốc, bị cấm túc và nghiêm trọng nhất là bị giam 20 giờ trên ngày. Những hình phạt tàn khốc khiến Paris hoảng loạn, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Cô mô tả những ngày tháng ở trường nội trú như đi tù, làm cô chán ghét cuộc sống. Tháng 2 năm 2021, khi thảo luận với các nhà lập pháp của Utah, Paris một lần nữa khẳng định bị bạo hành về cả lời nói, tinh thần và thể chất mỗi ngày tại Provo Canyon. Tháng 5, Paris hợp tác với hai tổ chức UNSILNCED.org và Redskin Cope Silent để thúc giục chính quyền liên bang chống lại cơ sở có hành vi lạm dụng trẻ vị thành niên. Qua dự án này, Paris được tiếp cận với 200 người có hoàn cảnh tương tự ở Washington, Gia Cam. Paris cũng làm việc với các nhà lập pháp để thúc đẩy thông qua các dự luật về tăng cường sự giám sát của chính phủ đối với các trung tâm điều trị cho thanh thiếu niên ở Utah. Tháng 3 năm 2021, cơ quan lập pháp Utah thông qua dự luật SB 127 do Paris hậu thuẫn, qua đó ban hành nhiều quy định hơn về các trung tâm dành cho thanh thiếu niên cá biệt của bang. Ngoài ra, Paris công khai ủng hộ đóng cửa ngôi trường cô từng theo học từ năm 2020. Cô cùng những người đồng cánh ngộ hiện vẫn đang kêu gọi sự thay đổi. Đại diện của Provo Canyon chưa bình luận gì về chia sẻ mới nhất của Paris. Theo Daily Mail, tháng 8 năm 2021, Universal Health, UHS, công ty cung cấp các dịch vụ bệnh viện và chăm sóc sức khỏe của Mỹ, tổ chức sở hữu Provo Canyon từ năm 2000, bị kiện với cáo buộc tra tấn và lạm dụng tình dục một học sinh khác, nhập học vào năm 2001.